thêm cái phân bón sinh học này nữa cho cái bộ rễ cây mít mình nó khỏe ra nha mọi người. Tại vì nó còn nhỏ, nó chưa phát triển rễ mạnh lắm thì mình kích thích thêm nha. Thấy không? Tới rất đơn giản, cách này cũng khá đơn giản. Đây. Ok, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Hôm nay tiếp tục chia sẻ với mọi người về mít thái siêu sớm nha các bạn. Thì hôm nay mình chuẩn bị đi bón phân cho mít thái nha. Mít thái mình mới trồng sau đây các bạn. Mít tơ được 1 tháng đến 3 tháng tuổi nha các bạn. Hôm nay mình đi tưới phân. Hôm nay mình lấy cái loại phân này bạn, NPK nha. Mình sẽ pha chung với nước, tưới thẳng vào gốc luôn nha mọi người, tưới thẳng vào trong cái cây mình trồng được 1 tháng này, từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi nha các bạn. Này thì có cái loại phân này NPK đây bạn, 30-10-10 nha. Thì mình sẽ pha loãng với nước để tưới nha mọi người. Thì mình cân ở đây thì khoảng cái số lượng cây của mình thì cũng không được nhiều nha mọi người, khoảng 300-400 cây nha. Cỡ đó, khoảng 400 cây mít mình trồng được 1 tháng đến 3 tháng tuổi nha các bạn. Thì mình sẽ pha ở đây cái tỷ lệ mình khoảng từ 8 kg luôn nha. 8 kg phân này. 7 kg đến 8 kg. Cái này BK nha, mình pha loãng với nước. Khoảng trên chục lít nước nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ dùng những cái thùng. Đây mình dùng những cái thùng thì gọi thùng giò nha các bạn. Thùng giò để xách tưới thẳng, pha loãng chung với nước xong rồi mình tưới nha. Rồi mình cân phân nha mọi người, cân cái phân này ngày trước. Đây các bạn, thì mình cân ở đây khoảng được 7 kg phân NPK này nha mọi người. Xong rồi ở đây mình có thêm một cái loại thuốc để kích thích nó cho cái bộ rễ cái cây mít của mình á. Nó ra được khỏe hơn nữa nha. Thì đây mình có loại thuốc này để kích thích ra rễ nha các bạn. Đây mọi người xem cái công dụng của nó này. Đấy, mọi người thấy không? Cận cảnh mọi người xem. Đây. Đấy, để kích thích cái bộ rễ cái cây mít mình nó ra rễ nha mọi người. Thì đây mình sẽ pha cái tỷ lệ vừa thôi. Tại cây mình nó còn nhỏ nha, tại từ 1 đến 3 tháng tuổi nên cây còn nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung thêm cái loại cái hỗn hợp này nha các bạn. Phân bón sinh học này nha. Đây này, đây phân bón sinh học. Đấy, mọi người xem đây. Thêm cái phân bón sinh học này nữa cho cái bộ rễ cây mít mình nó khỏe ra nha mọi người. Tại vì nó còn nhỏ, nó chưa phát triển rễ mạnh lắm thì mình kích thích thêm nha. Nó thì mình sẽ pha một lượng. Trong này thì mình 5 kg phân thì phải mình sẽ cho vào trong này khoảng 30cc thôi bạn. 30-50cc nha. Tại cái thuốc này nó pha cái lượng lớn rất là lớn nha. Mình chắc pha đây 50cc đi. Nghe không các bạn? Pha 50cc cái loại thuốc này gì vô nữa. Đấy, mọi người thấy nha. Đây mọi người, mình đã cho thêm 50cc trong này nha. Tại cái thuốc này rất là đặc nha các bạn. Cái phân sinh học này rất đặc luôn bởi vì mình pha 50cc vào trong này. Xong mình sẽ cho nước vào các bạn để khuấy cho cái phân này nó tan đều qua nha. Xong đây bắt đầu mình sẽ pha nước nha mọi người. Pha cho cái phân này nó loãng ra. Tại vì cái phân này nó cũng hơi khó tan nha, mình phải quậy cho nó tan ra trước nha bạn. Mình sau này lát sau mình tiến hành đi tưới thì nó sẽ nhanh hơn, nhanh tan khỏi khó quậy nha. Đây. Mang vào tài rồi đi quậy đều bạn. Cái này phân này thì vô đây nó gặp nước thì nó cũng tan nha. Giống như phân đạm mình thôi bạn. Quậy đều lên nha. Nó cũng có độ lạnh đó. Đấy, quậy đều lên tí là sẽ tan hết nha bạn. Này vẫn còn ít này. Thì cái mít nhà mít mình là mít tơ và mít con ha, mít nhỏ thì từ 1 đến 3 tháng tuổi thì mình phải tưới như vậy cho nó càng nhanh phát triển.
Còn mà mít mà đã mang trái thì anh em đây chủ yếu là dùng phương pháp là gãy thẳng vào gốc nha mọi người, gãy phân phân hột phân hạt này, xong rồi dùng nước tưới lên. Nhưng cái mít mít nhỏ này thì mình sẽ ngâm phân thế này đây cho nó tan ra hết, rồi pha pha lỏng với nước mình tưới thẳng vào gốc cho cây nó nhanh ăn được cái lượng phân mà với mình cung cấp thêm cái phân sinh học này nữa, phân bón sinh học này để kích thích ra bộ rễ cây nó nhanh thêm nha mọi người. Thì đây mình cũng lần đầu tiên mình chia sẻ mọi người cái phương pháp này về có thêm cái phân sinh học vào trong này nha mọi người, thì anh em thấy hay thì có thể áp dụng làm theo. Ở đây anh em mình làm cũng khá thành công nữa mà. Sáng nay mình chia sẻ luôn mọi người nha. Thì như nãy mình đã lúc đầu đã nói cho mọi người đây, thì khoảng 7 kg phân rồi mà, 7 kg phân NPK này với khoảng 50 cc cái phân bón sinh học nha mọi người. Thì bón sinh học thì mình đã quay cái lúc đầu mình xem mới có cái tên luôn, là mọi người có thể mua áp dụng nha. 7 kg phân NPK này với khoảng 50 cc, 50 cc cái phân bón sinh học đấy, mình tưới cho khoảng từ 300 đến 400 cây mít nhỏ mình nghe bạn, mình pha lỏng với nước tưới nha. Thì đây mình đã làm cho cái phân này nó nhuyễn, nó tan ra thành nước này, xong rồi từ đây mình sẽ múc cái lượng vừa phải thôi, khoảng 100 cc này bạn nha, khoảng 100 cc này, 50 đến 100 cc mình chia đều ra tưới cho đều cho khoảng 400 cây mít nghe bạn. Đấy, phần mình giờ cũng tan gần hết rồi này, và còn ít ít lắm nha. Đấy, vậy cho để cho nó tan hết đi, trong khoảng nửa tiếng sau đồng tiến hành đi tưới nghe các bạn. Này, phần bây giờ có màu xanh đây. Ha. Đây các bạn, giờ cái phân mình đã pha nó tan ra đều nha các bạn. Này nha, mình dùng cái thùng này tưới đây mọi người. Mọi người thấy không? Đấy, gọi là ở quê mình gọi là cái thùng 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 giò nhá, giò để tưới xách nước tưới từ phân thì mình dùng khoảng một chén này mà nha, bát này khoảng đây khoảng cỡ gì nghe mọi người, đấy cho vào luôn. Đấy, một mình cho một chén đấy, cái đó mình nước mình cho đầy thùng này nghe mọi người, thùng này khoảng 20 lít nước, 15 lít nước các bạn, thùng này đây cho mọi người thấy nó tan rồi nha. Bắt đầu mình tiến hành tưới như thế là tưới được các bạn, giờ mình tiến hành đi tưới luôn cho mọi người xem nha. Đây cái mít mình đây được này khoảng 3 đây được 3 tháng nha mọi người, mình tưới nha. Những cái mít của mình đi trồng mít mít nhỏ mà mọi người, cứ gì cho nó ra rễ kích thích bộ rễ đó ha. Đây nè, tưới cũng vừa thôi mà không tưới được ướt quá, tại vì đường phân của mình phân phao khá đặc đó nha. Thấy chưa, tưới như cách tưới như đơn giản, rất là đơn giản, thì mình phân mình đã pha sẵn rồi nha mọi người nha. Xong một thùng tiếp tục pha tiếp nha các bạn. Đấy, cách tưới của mình thì này cứ như thế mà tưới nào xong thôi mọi người. Đây đây thì mọi người ha, một chén gồm chén phân của mình đây, một thùng này mình tưới khoảng được 9 đến 10 cây mít nha mọi người. Đấy, mọi người xem. Mình tiến hành để tưới đây. Đây thì những cái mít mít này mình trồng khoảng được 3 tháng rồi bạn. 2 tháng, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đều có hết. Mình tưới gì cho nó ra rễ, tích nó ra rễ. Tưới rất đơn giản, cách này cũng khá đơn giản. Tay
cây này 3 tháng tuổi đây các bạn. Cơ bản mình tưới như thế cũng đã xong rồi mọi người. Cái mít này mọi người thấy không, tưới nó ướt sương vậy thôi. Rồi hôm sau, sáng hôm sau là mình tiến hành mình tưới lại xả phân nha mọi người. Tưới xả phân lại nó. Thì cơ bản cái tưới phân cho mít mít con, mít nhỏ từ 1 đến 3 tháng tuổi là rất đơn giản mọi người. Cái quan trọng mình chọn cái đúng phân này, cái cung cấp thêm cho nó cái lượng phân máu sinh học cho nó ra rễ nha bạn. Thì cũng có chút chia sẻ mọi người như thế cái cách tưới phân cho cái dòng mít con từ 1 đến 3 tháng tuổi nha mọi người. Ở đây anh em tôi dùng pháp là tưới nha, tưới trực tiếp vào gốc luôn chứ không có gãi, tại mít nhỏ mà. Mít con thì mình tưới nha mọi người chứ không gãi nha. Gãi thì sợ nó có cái dinh dưỡng chậm mà mình không có cung cấp thêm cái lượng phân bón sinh học này nữa nghe bạn. Như mình tưới gì thì cái lượng phân sinh học mình có thể pha chung vào luôn, vì cái rễ mít mình nó sẽ ra được phát triển nhanh hơn nha bạn. Thì ok, cảm ơn mọi người theo dõi nha. Và cũng có một chút chia sẻ mọi người về mít thái siêu sớm mà cách bón phân tưới phân như thế, thì mọi người thấy hay thì ủng hộ mình đây luôn các bạn. Chúc mọi người luôn thành công với mít thái nha, và luôn ủng hộ, luôn theo dõi kênh miền Tây Hulu. Chúc mọi người luôn thành công. Ok, bye bye.